Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đưa Đe. Hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình alo với dự án Sport Fan. Pool giải thưởng thì có 6.000 đô, tương đương với khoảng 150.000 token SFT, chỉ là token của dự án. Dự án này thì sẽ có hai hạng mục giải thưởng. Giải thưởng thứ nhất là dành cho top 200 và hạng mục thứ hai là 2.000 người may mắn. Thời gian phân phối của cái dự án này thì nó sẽ phân phối vào mùng 1 tháng 11. Và sự kiện thì sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào dự án với những cái bước cơ bản như sau. Trước tiên là các bạn sẽ cùng với mình chúng ta follow cái Twitter của dự án. Đây, logo sự kiện đây, trang chủ đây. Đẹp hết đây anh em. Ok, con này bán pin sale thì bình thường thôi. Rồi retweet một cái bài đăng ở trên Twitter. Rồi, xác nhận hai nhiệm vụ này này, lần được join vào cái kênh Telegram. Chúng ta có kênh thứ nhất, kênh thứ hai. Rồi trở lại xác nhận lần nữa này. Địa chỉ VIP 20, các bạn dùng ví cho mình ví MetaMask nha. Các bạn dùng ví MetaMask hoặc là ví ETH ở trên Circle Wallet cũng được. Rồi Discord, chúng ta sẽ soi cái Discord này. Rồi, ở đây có phần Paris, chúng ta ấn vào biểu tượng của tên lửa này. Ok, trở lại với chương trình iLoop, chúng ta xác nhận nhiệm vụ là xong nhé. Ok rồi, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chương trình iRope của dự án Sportfan Token. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn, chào tiếp theo.